quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Hoàng Huân, 24 tuổi, quê Hưng Yên để làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 1, Huân thuê taxi từ huyện Văn Lâm, Hưng Yên tới Hà Nội. Đến khu vực đường Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Huân yêu cầu lái xe dừng xe. Trong lúc chờ nhận tiền, tài xế bất ngờ bị Huân cứa một nhát vào cổ bên phải khi bị cưỡng cổ, tài xế taxi phản kháng và chi hô cứu trợ. thấy vậy, huân bỏ chạy về cuối ngõ thuộc phố Đỗ Quang. Chiều 16 tháng 1, huân bị bắt tại nhà người thân ở tỉnh Hưng Yên. Đây là vụ cưỡng cổ tài xế taxi xảy ra liên tiếp 3 ngày qua ở Hà Nội. Trước đó, Công an quận Nam Tử Liêm, Hà Nội tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trường bị cáo buộc dùng dao khống chế tài xế taxi cướp 500.000 đồng tại khu vực đường Đại Linh, Nam Tử Liêm, Hà Nội đêm 14 tháng 1.